Miền Bắc chìm trong giá lạnh, gia tăng người cao tuổi nguy kịch nhập viện. Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh sâu khiến nhiều người già vốn mắc hen phế quản COPD, giãn phế quản phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ghi nhận tại Bệnh viện Phổi Trung ương, số ca nhập viện điều trị trong đợt lạnh tăng cao. Tại khoa bệnh phổi mạn tính, bệnh nhân Hồ Văn Phới, 65 tuổi, trú tại Thanh Hóa, nằm điều trị đã gần 2 tuần. Vốn mắc căn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã 20 năm, nhưng khoảng một năm gần đây ông Phới thường phải tái khám hàng tháng tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên gần đây do thời tiết quá lạnh nên bệnh của ông Phới trở nặng, khó thở, gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ông được chỉ định thở máy, đồng thời chuyển về Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị. Trao đổi với phóng viên của báo chí, bác sĩ Vũ Văn Thành, trưởng khoa bệnh phổi mạn tính Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, thời gian gần đây, thời tiết miền Bắc chuyển lạnh sâu khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý hô hấp nhập viện đều tăng ở tất cả các bệnh viện. Riêng tại khoa bệnh phổi mạn tính, số lượng bệnh nhân liên quan mật thiết với các yếu tố môi trường, số lượng bệnh nhân tới khám tăng rõ rệt. Trước kia, khoa điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân nội trú một tháng. Trong tháng vừa rồi, số lượng bệnh nhân tăng lên 130%, khoảng 250 bệnh nhân. Yếu tố thời tiết là yếu tố nguy cơ đối với các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh sâu, do phổi là cơ quan trực tiếp thông thương với môi trường bên ngoài khi chúng ta hít thở, tất cả những sự thay đổi bên ngoài môi trường đều ảnh hưởng tới phổi. Đặc biệt đối với các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5, người có bệnh lý nền càng dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là trong thời tiết giá lạnh. Đa phần các trường hợp tới khám phải nằm điều trị nội trú tại đây đều nặng nguy kịch, chủ yếu là người già và trẻ em. Theo bác sĩ Thành, phòng bệnh là quan trọng nhất. Phòng bệnh có những biện pháp đặc biệt và các biện pháp không đặc hiệu, trong đó cần lưu ý. Thứ nhất, đối với các trường hợp vốn có các bệnh lý nền, phải quản lý bệnh tốt. Thứ hai, mọi người cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Thứ ba, người cao tuổi thường thức dậy vào đêm, không cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh. Với trẻ nhỏ, thời điểm đêm cũng cần chú ý. Thứ tư, tăng sức bảo vệ chủ động bằng việc tiêm vaccine phòng bệnh. Và thứ năm, khi thời tiết lạnh giá, mọi người đi ra ngoài cần phải giữ ấm cơ thể, lưu ý đeo khẩu trang. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.